mức lương hàng trăm đô la cho mỗi buổi huấn luyện. Võ sư Việt Kiều người Pháp này không chỉ tham gia giải đấu võ thuật quốc tế mà còn có cơ hội giảng dạy tại nhiều cơ sở trên thế giới của công ty thể thao đa quốc gia này. Tôi là một công dân toàn cầu, nhưng công dân toàn cầu chỉ là một tên gọi. Chúng ta phải tự lực phát triển bản thân. Tôi đã từng sống ở Mỹ, Pháp và tôi thấy điều kiện môi trường văn hóa Việt Nam có nhiều cơ hội phát triển. Hàng nghìn đô la là mức lương mà trường đại học này trả cho các giảng viên, nghiên cứu sinh người nước ngoài hàng tháng. Theo các giáo viên này, không khó để họ tìm kiếm các cơ hội như thế nếu chuẩn bị đúng cách. Tôi đã phải học thêm tiếng Việt, và tôi nghĩ học sinh Việt Nam phải biết hòa nhập và học thêm về những văn hóa khác ngoài văn hóa Việt Nam. Thưa quý vị, hiện nay đã có rất nhiều thành phố lớn trên thế giới như Thượng Hải, Singapore, New York đã trở thành những thành phố toàn cầu với rất nhiều doanh nghiệp và người lao động đa sắc tộc đến cư trú và làm việc. Tại thành phố Hồ Chí Minh của chúng ta hiện nay thì cũng đã có rất nhiều tập đoàn đa quốc gia đến đầu tư, mở ra nhiều cơ hội mới giúp người lao động Việt Nam có thể trở thành những công dân toàn cầu ngay tại đất nước của mình. Để làm việc lâu dài tại Việt Nam, Alan Frank sẵn sàng tổ chức các chương trình đào tạo và đầu tư về kỹ năng, kiến thức, tay nghề cho công nhân. Tuy nhiên, hơn 10 năm nay, nhà đầu tư Đan Mạch này vẫn chưa tìm được người đáp ứng được các yêu cầu của mình. Hệ thống giáo dục còn yếu, trường nghề còn thiếu. Tôi sẵn sàng đưa người từ nước tôi sang Việt Nam để đào tạo. Nhiều học sinh sinh viên Việt Nam đã tự tìm kiếm cơ hội để phát triển, khám phá bản thân và vô số cơ hội trải nghiệm thế giới, nâng cao trình độ, khả năng làm việc. Nhưng chưa định vị mục tiêu dài hạn được cho là điểm yếu chung của nhiều sinh viên Việt Nam hiện nay. Có tính chủ động và có tinh thần học hỏi, sáng tạo rất là tốt. Do đó các bạn có sức hút với nhà tuyển dụng. Các bạn này kiếm khoảng có 20% mà thôi. Còn 80% còn lại thì hầu như họ đang gặp khó khăn về vấn đề tính chủ động. Và xuất phát từ cái tâm lý của các em là cố gắng thi đậu đại học, học đại học, xong rồi tốt nghiệp đại học. Mà coi như là hoàn thành nhiệm vụ. Hầu như các bạn đóng cửa lại cái tinh thần học hỏi và phát triển. Và khi đóng cửa cái điều đó lại thì rất là khó để hội nhập và trở thành công dân toàn cầu. Theo Diễn đàn Kinh tế Thế giới năm 2016, 73% người dân Nigeria, 67% công dân Ấn Độ luôn nghĩ mình là công dân toàn cầu hơn là công dân của một quốc gia. Tương tự tại nước láng giềng Trung Quốc là 71%. Nhưng tại Việt Nam thì chưa có thống kê. Và rất nhiều người trẻ chỉ dừng lại ở việc mơ ước. Lớp trẻ ở đây không hề khác gì với lớp trẻ ở Mỹ hoặc bất cứ đâu. Chỉ cần biết cách kết nối, chúng ta đã là một công dân toàn cầu rồi. Theo các chuyên gia quốc tế, hành trang tối thiểu để hội nhập với thế giới, trở thành công dân toàn cầu cần hội đủ 4 yếu tố: chuyên môn, kỹ năng, ngôn ngữ và mục tiêu dài hạn.